Ngày 14 tháng 1, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy làm hai người chết và ba người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 13 tháng 1, ông Ngô Văn Hùng, 49 tuổi, ngụ xã Phú An, huyện Cai Lậy và một nam thanh niên chưa rõ tên tuổi, đi xe máy, chưa rõ người cầm lái, trên tỉnh lộ 869 theo hướng từ xã Hậu Mỹ Bắc ra quốc lộ 1. Khi đến đoạn thuộc ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè thì tông trực diện với một xe máy không biển số chở ba đi ngược chiều. Hậu quả làm chết hai người, bị thương ba người. Tại hiện trường hai xe máy bị hư hỏng nặng. Cơ quan công an xác định ông Ngô Văn Hùng chết tại hiện trường và một người là nam, hiện chưa rõ danh tính, chết tại bệnh viện. Ngoài ra, ba người khác bị thương bao gồm anh Lê Chí Bình, 37 tuổi, ngụ xã Hậu Mỹ Phú, huyện Cái Bè, Nguyễn Nhân Ngân, 35 tuổi, ngụ xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè và anh Nguyễn Văn Tùng, ngụ xã Hậu Mỹ Phú, huyện Cái Bè, bị thương.